Mẹ ơi, con với ba về rồi nè. Ừ, mẹ vừa tính gọi điện cho hai cha con đây. Con đi câu có vui không? Dạ vui, mẹ xem nè. Wow, cá rô ngon thiệt. Để xem hôm nay sẽ làm món nào để thưởng cho hai cha con nha. Hoan hô mẹ Kubi. Nhưng mà em định làm món gì vậy? Để xem nào. Món gì đây ta? Phải làm món gì đó thật đặc biệt để thưởng cho hai tay câu tài ba nữa chứ. À, có rồi. Đầu bếp Diệu Thảo cùng với Thanh Phương xin được mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến với quý vị khán giả một món lẩu được chế biến từ nguyên liệu chính là cá rô phi. Đây là một loại cá có thịt rất là ngọt và chắc, thơm nữa. Cho nên chắc chắn là ngày hôm nay món ăn sẽ đem lại nhiều thú vị cho quý vị khán giả. Và chúng ta sẽ cùng vào bếp để thực hiện món lẩu cá rô phi. Để thực hiện món lẩu cá rô phi, quý vị khán giả cần chuẩn bị một con cá rô phi, một trái cà chua, thơm, ngò gai, rau ôm, sả cây, một trái ớt sừng, các loại rau ăn kèm, hành tím băm, tỏi băm, các loại gia vị thông thường và Ajiquit gia vị nêm sẵn lẩu Thái. Quý vị khán giả ơi, con cá rô phi này rất là tươi và cô Thảo có thể hướng dẫn cho Thanh Phương cũng như là quý vị khán giả làm sao để có thể lựa chọn được một con cá tươi như vậy ạ? Khi mà chọn cá thì quý vị khán giả quan sát nhìn thấy cá là mắt cá rất là trong như thế này nha. Còn phần thịt cá khi chúng ta ấn vào thì nó có độ đàn hồi. Và tốt nhất là khi chúng ta mua cá rô phi, chúng ta mua cá còn sống ở chợ về, chúng ta làm và nấu thì như vậy món ăn đảm bảo sẽ rất là tươi ngon. Sau khi mình đã chọn được một con cá tươi rồi nè, công đoạn tiếp theo sẽ là làm cá. Nhưng mà Thanh Phương ngại làm cá lắm cô Thảo ơi, bởi vì nếu mà làm không kỹ á, nó vẫn còn mùi tanh thì làm món ăn nó không được ngon. Muốn cho cá không bị tanh á, thì quý vị khán giả mua về chúng ta làm sạch cá. Thì chúng ta sẽ bỏ phần mang cá, sau đó thì chúng ta làm sạch, lấy hết cái phần màng đen ở phía bên trong cái bụng cá này đi. Thì như vậy sẽ loại bỏ hết phần tanh của cá. Quý vị cũng nhớ lưu ý nhé, khi mà chúng ta làm cá, muốn cá cho thật sạch và không còn mùi tanh thì chúng ta nhớ loại bỏ màng đen bên trong muỗng cá. Sau khi chúng ta đã làm sạch cá rồi, chúng ta sẽ ướp khoảng chừng 1/3 muỗng cà phê muối thôi. Thoa đều phần muối này lên trên mình cá nè. Ướp muối vào cá thật là đều rồi thì chúng ta sẽ cắt đôi cái con cá ra. Phần thơm cắt ra thành lát mỏng, độ dày khoảng chừng 5 ly. Rồi chúng ta đã cắt xong phần cà chua với thơm. Ngò gai và rau ôm thì chúng ta sẽ cắt nhỏ ra như thế này thôi. Sả cây thì chúng ta đập dập ra. Cuối cùng thì ớt sừng quý vị khán giả sẽ cắt lát. Rồi bây giờ thì quý vị khán giả sẽ đặt một cái chảo lên bếp. Chúng ta cho dầu vào, lượng dầu chúng ta cho vào chảo thì không cần nhiều. Giai đoạn này chúng ta chiên sơ qua cái phần cá trước, giúp cho cá dai và có mùi thơm. Quý vị khán giả nhớ lưu ý nhé, đó là trước khi chúng ta nấu lẩu thì chúng ta nhớ chiên sơ qua cá để cho cá dai và thơm hơn. Nồi lẩu của chúng ta vì vậy cũng sẽ hấp dẫn hơn. Rồi, dầu nóng chúng ta sẽ cho cá vào. Cho hết cả hai cái phần sứa cá này. Chúng ta sẽ chiên với lửa vừa thôi chứ không có lớn lắm, để cho cá vàng một mặt rồi sau đó chúng ta trở sang mặt còn lại. Bây giờ thì cá đã hơi vàng và săn một mặt rồi, quý vị khán giả sẽ trở sang mặt còn lại nè. Chiên sơ hai mặt như vậy rồi thì quý vị khán giả sẽ tắt bếp đi và chúng ta vớt cá ra. Quý vị khán giả sẽ đặt một cái nồi lên bếp và chúng ta bắt đầu nấu lẩu thôi. Chờ nồi nóng một chút xíu, quý vị khán giả sẽ cho dầu vào. Quý vị khán giả sẽ cho hành và sau đó thì tỏi băm vào để chúng ta phi cho vàng thơm. Chúng ta sẽ cho luôn cái phần thơm và cà chua này vào. Nêm thêm vào khoảng 1/3 muỗng cà phê hạt nêm Maxingon. Tiếp tục cho vào khoảng 1.5 lít nước. Nước sôi rồi này cô Thảo ơi. Quý vị khán giả thân mến, giờ đây chúng ta thấy là màu của nước lẩu đã có một cái màu vàng rất là bắt mắt đấy ạ. Bây giờ chúng ta sẽ còn nêm thêm Ajiquit gói gia vị nêm sẵn lẩu Thái này vào nữa. Thì như vậy màu sắc mới là sẽ là hoàn hảo và đặc biệt là mùi vị mới là ngon. Tiếp tục cho phần sả cây này vào. Ớt thì chúng ta cho khoảng vài khoanh ớt. Cuối cùng thì cô cho hết cái phần rau nêm này vào. Sau khi chúng ta đã nấu sôi nồi lẩu rồi, quý vị khán giả sẽ lần lượt cho cá vào. Và đến giai đoạn này thì tùy theo khẩu vị của từng gia đình, quý vị khán giả có thể nêm thêm một ít nước mắm vào nồi lẩu, hoặc là chúng ta dọn kèm với lại một chén nước mắm và ớt sắc khoanh như thế này để chúng ta dọn chung và ăn chung với lại cá. Và bây giờ thì quý vị khán giả sẽ múc cá ra, chúng ta sẽ cho vào cái nồi này để trang trí. Bây giờ múc nước cho vào. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cho kèo nèo cộng súng vào.
một ít bông hẹ nữa, thêm một vài lát ớt để cho màu sắc sinh động hơn. Cuối cùng là một nhánh rau om vào. Quý vị khán giả sẽ cho bún vào chén và khi ăn á, thì chúng ta sẽ gấp những cái nguyên liệu cộng súng, cào nèo với lại bông hẹ. Múc thêm một ít nước cho Thanh Phương nè. Rồi đây. Dạ, em cảm ơn cô. Thanh Phương cảm thấy tâm đắc nhất đó chính là phần nước lẩu. Nước lẩu ngọt, đậm đà, thơm, có vị cay cay, chua chua, nhẹ nhẹ. Còn cá, cá thì rất là ngọt nè. Ngoài ra các loại rau thì giòn, vừa chín tới và vẫn còn giữ được vị ngọt tự nhiên. Thứ tưởng tượng, tất cả những thành viên trong gia đình của chúng ta cùng nhau quây quần bên nồi lẩu nghi ngút khói, cùng thưởng thức và cùng suýt xa. Wow, thật là tuyệt vời quý vị ạ. Quý vị khán giả thân mến, đến đây thì chương trình Món Ngon Mỗi Ngày cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mọi thư từ góp ý cho chương trình, quý vị vui lòng gửi về hộp thư 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam qua số 0838237557. Quý vị có thể truy cập vào website mongonmoingay.com. Và bây giờ thì đầu bếp Diệu Thảo cùng với Thanh Phương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.